Em đã từng suýt có cơ duyên được hợp tác với chị Quỳnh Anh xin. Trong vòng 5 phút, mình sẽ sử dụng những cái chi tiết ở trên cái váy sẽ thay đổi, chỉ cần một cái lúc thì để trông nó mạnh hơn, nhưng mà vẫn quyến rũ. Chạy đi em ơi, chạy đi, chỉ có 5 phút thôi, chạy đi. Khoảng 2 năm trước em đã từng suýt có cơ duyên được hợp tác với chị Quỳnh Anh xin. Hồi đó với em thời trang mới chỉ nhóm nhem giống như kiểu là một cái đam mê của em ở trong đầu thôi. Cho đến tận bây giờ thì có lẽ là đấy cũng là một trong những cái động lực của em để bắt đầu nghiêm túc hơn với nghề thời trang, để có thể đứng đây trước mặt chị Quỳnh Anh xin. Trời ơi, ngại quá. Nói chung đây là một cái chương trình mà chúng ta có thể học hỏi lại lẫn nhau, chứ không phải là mình ngồi đây và đánh giá mọi người. Thử thách của em sẽ là trong vòng 5 phút mình sẽ sử dụng những cái chi tiết ở trên cái váy và những cái chi tiết có sẵn ở trên cái bộ trang phục của em và sẽ thay đổi, chỉ cần một cái lúc thì để trông nó mạnh hơn nhưng mà vẫn quyến rũ. Em làm được. 5 phút của bạn bắt đầu. Chạy đi em ơi, chạy đi, chỉ có 5 phút thôi. Chạy đi mau chạy đi. Mình phải phụ họa vô để cho cái tinh thần nó kịch tính hơn chứ. Ê, thật cái máy trợ lý đâu rồi? Chị quá. Rất là sáng tạo. Trong vòng 5 phút thì em đã thay đổi được cái bộ trang phục của mình theo một cách ngầu hơn một chút xíu. Với layout hôm nay em cũng có một cái tên gọi, đó là mang concept hơi thợ săn một chút. Thợ săn, em săn ai? Bây giờ mình sẽ tháo cái này ra. Ở đây, đấy, rồi tháo hẳn xuống để nó tô ru ở dưới. Tóc đây mình xõa luôn được không? Bay bổng lên. Cô nhanh đúng đỉnh luôn ạ. Cái này là biến hình. Đúng rồi, đúng rồi, xõa ra. Mình sẽ mua một xíu. Wow. Đấy thì cái phần này của bạn nó sẽ nổi được cái vòng này hơn này. Wow. Đó, trông nó sẽ khác với cái ban đầu. Thay đổi một chút ít thôi mà mình thấy khác nhiều ha. Chào tay mọi người. Yeah. Okay, xin chúc mừng em và hẹn gặp lại em vào trong những vòng sau nhé. Tấm vé này được trao từ chính tay chị Quỳnh Anh xin. Cảm ơn chị Quỳnh Anh xin đã truyền lửa cho em cũng như là sửa trang phục của em. Sếp nha, chỉ lấy phần áo này thôi. Gửi nha. Nhưng mình thấy vẫn hơi nhạt ấy. Thử biến đổi đi một chút nha. Đón xem tập tiếp theo của series thực tế Master 2023 by TikTok được phát sóng lúc 20 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023 trên kênh chính thức của TikTok Master. Master 2023 by TikTok, Spark Your Creativity, sáng tạo theo chất riêng của bạn.